Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Những ngày gần đây thì làng game cũng như cộng đồng mạng trên toàn thế giới xôn xao bàn tán về sự ra mắt của một tựa game hết sức được mong chờ trong vài năm trở lại đây. Đó chính là Ngộ Không, Hắc Thần Thoại, hay còn được biết đến với cái tên gọi tiếng Anh là Black Myth, Vũ Không. Đâu đâu cũng bạn thấy bàn tán về cách chơi, về đồ họa và nhất là về cốt truyện vừa quen nhưng cũng vừa lạ của game. Là một fan của bộ phim Tây Du Ký từ khi còn ngồi bô, đồng thời cũng là một người chơi game có thâm niên qua hệ máy YouTube, Dynoman cũng đương nhiên khá hào hứng tìm hiểu về tựa game này và cảm thấy rất nể các nhà phát triển game đến từ Trung Quốc đã làm ra một tựa game cực kỳ hoành tráng nhưng cũng mang đậm nét văn hóa truyền thống, giới thiệu thế giới thần thoại và văn hóa của Trung Quốc ra thế giới. Điều mà trước này ở châu Á, có lẽ chỉ có người Nhật là làm tốt nhất. Đến đây thì mọi người sẽ hỏi, tất cả những chuyện này thì có liên quan gì đến khủng long hay động vật cổ đại? Như đã nói, người Trung Quốc mang trong mình khát khao giới thiệu văn hóa và truyền thống của họ ra thế giới, vì vậy họ sẽ tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất. Với sự phát triển của ngành cổ sinh tại đất nước tỷ dân, cũng như nhiều phát hiện quan trọng về khủng long cũng như các sinh vật cổ diễn ra tại đất nước này, các nhà khoa học Trung Quốc đang ngày càng có cơ hội được đặt tên cho nhiều giống loài hơn, và đó cũng là một con đường để họ giới thiệu về văn hóa của mình, thông qua những cái tên. Bạn đã từng thấy những loài khủng long không có chữ Saurus quen thuộc mà thay vào đó là long, bắt nguồn từ khái niệm rồng của người Trung Quốc, chẳng hạn như Hoa Long hay là Đi Long. Và Tây Du Ký, bên cạnh những tác phẩm thần thoại khác cũng là một nguồn cảm hứng cho việc đặt tên các sinh vật cổ. Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu tên của những sinh vật cổ lấy cảm hứng từ Tây Du Ký và thần thoại Trung Quốc nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có lẽ là nhân vật được nhiều người yêu thích nhất bởi tính cách phóng khoáng, hào sảng, hay có nói tiêu cực đi một chút thì là ngông nghênh, ngang tàn, nhưng được cái là chí tình chí nghĩa, can trường dũng cảm, hết lòng vì anh em huynh đệ. Về năng lực thì khỏi phải bàn, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông xài mãi không thấy hết, võ thuật cao cường. Dễ hiểu vì sao mà game Black Myth Wukong lại chọn nhân vật này làm nhân vật chính của game. Chính các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc cũng rất yêu thích Tôn Ngộ Không và họ đã quyết lấy Tôn Ngộ Không làm cảm hứng để đặt tên cho ít nhất 3 sinh vật cổ. Thứ nhất, Rực Long Wukong Opteras. Wukong Opteras là một chi rực long có niên đại rất cổ, sống cách đây khoảng 164 triệu năm trước tại vùng đất ngày nay là tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Vào năm 2009 thì chi rực long này đã được mô tả và định danh bởi nhóm các nhà cổ sinh vật học gồm Wang Shaolin, Alexander Kellner, Yang Sunxing và Meng Xi. Việc xác định đây là một loài hoàn toàn mới dựa trên mẫu định danh là một bộ xương gần như hoàn chỉnh, chỉ thiếu phần gáy và phần giữa của hộp sọ. Cá thể này dường như đã bị gãy xương ống đồng khi còn sống. Có lẽ vì quá yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không, đội ngũ nghiên cứu đã quyết định đặt tên cho chi rực long này là Wukong Opteras, kết hợp giữa Wukong, có nghĩa là Ngộ Không, và Pteras, có nghĩa là cánh. Trong tiếng Trung thì tên của loài rực long này nếu đọc theo âm Hán Việt thì có nghĩa là Ngộ Không rực long. Các nhà khoa học cũng ước tính sải cánh của Wukong Opteras là khoảng 73cm, cho thấy nó có kích thước không quá to lớn, nó có thể có màng dưới hai chân sau, hỗ trợ tăng lực nâng trong lúc bay. Vì tính chất độc đáo của mình mà Wukong Opteras được sử dụng làm chi điển hình để dựng lên một họ rực long mới là Wukong Opteridae, bao gồm 8 loài thuộc 5 chi khác nhau, có niên đại từ Jura giữa đến Jura muộn, hiện diện ở Trung Quốc và Anh. Thứ hai, rực long Dujanopteras. Cũng là rực long mà cũng liên quan đến anh nhậu không, Ngộ Không của chúng ta, đó là Dujanopteras. Nghe tên khoa học thì có thể bạn sẽ thấy không quen lắm, nhưng nếu đọc tên Hán Việt, chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay nó có liên quan đến Ngộ Không như thế nào, đó chính là đấu chiến rực long. Như các bạn có thể nhớ thì vào cuối hành trình Tây Du, Ngộ Không đã được Phật Tổ Như Lai ban cho danh hiệu đấu chiến thánh Phật nhằm ghi nhận nỗ lực và công lao mà anh khỉ đã bỏ ra trên đường hộ tống đường tăng đi thỉnh kinh, và Dujanopteras chính là bắt nguồn từ danh hiệu đấu chiến thắng Phật này. Các nhà khoa học đã hoàn thành nghiên cứu và mô tả Dujanopteras vào năm 2017 và họ quyết định đặt cho nó cái tên Dujanopteras nhằm nhấn mạnh quan điểm rằng chi rực long này có phần tiến hóa hơn so với những người họ hàng thuộc họ Wukong Opteridae của nó. Theo họ thì Dujanopteras là một dạng chuyển tiếp giữa những loài rực long gốc với các loài chuyên biệt hóa hơn sau này. Dujanopteras có niên đại khoảng 160 triệu năm, với hóa thạch cũng được tìm thấy tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Thứ ba, bò cánh cứng Cintilia Sun Wukong. Các bạn biết đấy, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một hòn đá, tượng trưng cho linh khí của đất trời.
Rất nhiều hóa thạch cũng được tìm thấy ở trong đá, cũng giống như Tôn Ngộ Không nhưng không phải loài nào cũng được đặt tên là Tôn Ngộ Không. Một trường hợp hiếm hoi chính là Cintelia Sun Wukong, một loài bọ cánh cứng thuộc Cintelidae có niên đại phấn trắng giữa. Người ta đã tìm thấy nó trong một viên hổ phách Miến Điện, giống như cái cách Tôn Ngộ Không nằm trong đá. Chính vì thế mà nhóm nghiên cứu này đã nảy ra ý tưởng đặt tên cho loài bọ cánh cứng mới là Cintelia Sun Wukong. Cintelia là một chi bọ cánh cứng có nhiều loài và hầu như tất cả vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, bởi không có dữ liệu hóa thạch nào về chi bọ cánh cứng này được tìm thấy trước đây. Chính vì thế mà việc phát hiện ra Cintelia Sun Wukong cho thấy chi bọ này đã tồn tại từ giữa kỷ phấn trắng, và do đó Cintelia Sun Wukong cũng là loài cổ nhất từng được tìm thấy của chi Cintelia. Ngoài Cintelia Sun Wukong thì còn một loài côn trùng khác cũng được đặt theo tên của Tôn Ngộ Không, đó là Omoglimia Sun Wukong, nhưng đây là một loài hiện đại chứ không phải côn trùng cổ đại. Thứ tư, một nhân vật khác đến từ truyện Tây Du Ký cũng được đặt tên cho động vật cổ đại, nhưng lần này là khủng long. Không phải Ngộ Không, không phải Bát Giới, không phải Sa Tăng hay Sư Phụ Đường Tăng, mà đó chính là Ngao Nhuận, một trong tứ hải long vương của thế giới Tây Du Ký. Vào năm 2013 thì nhóm nghiên cứu do nhà cổ sinh vật học Jonas Sonier đứng đầu đã mô tả một mẫu vật khủng long có niên đại Jura 1 khoảng 161,6 triệu năm trước. Hóa thạch của nó được tìm thấy tại một khu vực xa xôi hẻo lánh ở khu tự trị Tân Cương, nằm ở phía tây Trung Quốc. Không biết có phải do các thành viên Trung Quốc trong nhóm tư vấn hay không, Jonas Sonier cùng các cộng sự đã quyết định đặt tên cho chi khủng long mới này là Aurun, phiên bản Latin hóa của Ngao Nhuận, tức Tây Hải Long Vương, một trong bốn vua rồng cai trị tứ hải. Tây Hải, địa bàn của Ngao Nhuận được xác định chính là hồ Thanh Hải nằm ở tỉnh Thanh Hải ngày nay. Vị trí phát hiện nằm ở phía tây Trung Quốc, cũng như tầm quan trọng của Aurun có lẽ là một trong những lý do khiến nhóm nghiên cứu chọn cái tên này. Aurun là một trong những loài khủng long Silurosauria cổ nhất trên thế giới và có thể là một thành viên gốc của nhóm Alvarezsauria. Thứ năm, không chỉ có Tây Du Ký, các thần thoại và sử thi Trung Quốc khác cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều danh pháp động vật cổ. Theo thần thoại Trung Quốc thì Bàn Cổ là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ. Tương truyền thì ngày sinh ra tại núi Côn Lôn, hấp thụ linh khí của đất trời mà lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Sau đó thì ngài dùng một cây búa và một cây rùi nặng ngàn cân ra sức mở màn cõi trần. Ngài chỉ trời là cha, chỉ đất là mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên người ta cũng gọi ngài là Thái Thượng Đạo Quân. Ngài còn tự xưng là Thiên Tử, tức con trời, người cai trị muôn dân. Vào năm 2007, tại hệ tầng Lộc Phong ở Vân Nam, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được hóa thạch của một loài khủng long có niên đại rất cổ, khoảng 200 triệu năm trước. Năm 2014 thì nhóm nghiên cứu đã hoàn thành mô tả và định danh loài khủng long này với cái tên là Bangu Raptor, trong đó Bangu chính là bàn cổ, một mặt là để tượng trưng cho niên đại cổ xưa của nó, mặt khác chính là để liên hệ với siêu lục địa Pangaea, bởi 200 triệu năm trước là thời điểm lục địa Pangaea bị vỡ ra. Trong tiếng Trung thì Pangaea cũng được gọi là bàn cổ đại lục. Bangu Raptor không phải là giống loài cổ đại duy nhất được đặt theo tên của bàn cổ. Vào năm 2016 thì các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc cũng đặt tên cho một chi rực long mới là Panguipterus, dịch ra có nghĩa là bàn cổ rực long. Thứ 6, Cynthianosaurus. Loài khủng long chân thú này thuộc nhóm Oviraptorosauria, sống cách đây khoảng 125 triệu năm trước tại vùng đất ngày nay là tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tên của loài khủng long này nếu dịch ra Hán Việt là Hình Thiên Long, lấy cảm hứng từ thần Hình Thiên. Tương truyền thì Hình Thiên là đại thần của Viêm Đế. Viêm Đế và Hoàng Đế đánh nhau để tranh giành thế độc tôn. Viêm Đế bị thua nhưng Hình Thiên thì vẫn không thuất phục, tiếp tục chiến đấu cho đến khi bị đánh bại và bị chặt đầu. Cuối cùng thì hắn vẫn hồi sinh và tiếp tục kháng cự, bất chấp việc Viêm Đế đã quy phục Hoàng Đế. Dựa trên đặc điểm này, các nhà khoa học đã đặt tên cho Cynthianosaurus, bởi khi mẫu vật hóa thạch này được tìm thấy thì nó cũng bị mất đầu, dù bộ xương còn lại gần như hoàn chỉnh. Ngoài ra thì danh pháp của loài duy nhất trong chi này là Ganki, có nghĩa là can thích, đề cập tới loại vũ khí đặc trưng của Hình Thiên. Thứ 7, Kunpengopterus. Trong thần thoại Trung Quốc thì có một linh vật được gọi là côn bằng. Côn bằng vốn được ghép giữa hai từ, thứ nhất là côn, theo truyền thuyết là một thứ cá rất lớn ngoài biển, có thể giống cá voi. Hai là bằng, theo truyền thuyết là loài chim lớn nhất. Như vậy côn bằng là loài kinh ngư cư trú ở vùng biển sâu, sau một thời gian dài hấp thụ linh khí của trời đất, tánh linh thức tỉnh, thọ mệnh trường tồn, kích thước tăng trưởng theo thời gian, chúng lại có thể rời khỏi mặt biển và thong dong tự tại nơi thiên không bao la. Nghe mô tả thì có vẻ rất giống Astrocytus, một sinh vật trong game ARK vậy. Vào năm 2010 thì các nhà cổ sinh vật học đã thành lập chi rực long Kunpengopterus, lấy cảm hứng từ côn bằng trong truyền thuyết để mô tả các mẫu vật rực long được tìm thấy tại hệ tầng Thiều Kế Sơn ở đông bắc Trung Quốc. Chúng có niên đại khoảng 154 triệu năm trước và là một thành viên của họ rực long Ngộ Không, Wukong of Teridae.
Vừa rồi là 7 cho đến 8 cái tên động vật cổ đại được lấy cảm hứng từ Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký và một số thần thoại khác của Trung Quốc mà Mê Khủng Long TV tìm hiểu được. Rõ ràng là Trung Quốc có một kho tàng thần thoại và văn chương hết sức phong phú, cũng như một trữ lượng hóa thạch động vật cổ cực kỳ dồi dào để họ có thể khám phá và đặt tên cho chúng mà không sợ bị bí ý tưởng. Như đã nói, đó cũng là một cách rất hay để giới thiệu văn hóa và lịch sử của đất nước họ đến với thế giới. Chắc chắn là sẽ còn nhiều cái tên như thế xuất hiện trong tương lai. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.